Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, dù cơ quan chức năng đã mạnh tay triệt phá, nhưng hoạt động tội phạm trên không gian mạng vẫn chưa có chiều hướng giảm mà còn diễn biến phức tạp. Đây là đối tượng Nguyễn Quốc Việt, 30 tuổi, tạm trú tại huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam. Việt bị công an thành phố Đà Nẵng phát hiện khi có hành vi sử dụng hình ảnh nhạy cảm để tống tiền qua mạng Internet. Lợi dụng công việc lắp đặt camera và sơ hở không cài đặt lại mật khẩu của gia chủ, Việt đã trích xuất các clip trong phòng ngủ để nhắn tin tống tiền nạn nhân, chuyển 130 triệu đồng, nếu không sẽ tung clip lên mạng xã hội hoặc bán cho các trang web đồi trụy. Khi lắp đặt camera, thì em đã sử dụng tài khoản của công ty để khởi tạo camera đấy, để cho camera hoạt động. Khi ký biên bản bàn giao và thanh toán thì bên em có hướng dẫn cho bị hại đổi mật khẩu. Trong lúc trích xuất camera, em đã phát hiện được các hình ảnh nhạy cảm ở trên đó và em đã trích xuất về máy điện thoại. Còn đây là đối tượng Hoàng Đức Nhu, ngụ tại tỉnh Lào Cai, là đối tượng chính trong đường dây chuyên mua bán thông tin tài khoản ngân hàng, có sự tiếp tay của nhiều nhân viên ngân hàng khắp cả nước, vừa bị Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng và Công an quận Hải Châu phát hiện. Thời điểm bị bắt, đối tượng đã thu thập, trao đổi mua bán thông tin cá nhân của 212 tài khoản ngân hàng. Tài khoản ngân hàng không chính chủ đã và đang trở thành vũ khí lợi hại để các đối tượng lừa đảo. Cuối năm 2023, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Đà Nẵng cũng đã đấu tranh triệt phá hai đường dây mua bán trái phép hơn 30.000 tài khoản ngân hàng, ví điện tử, bắt quả tang 11 đối tượng đang thực hiện hành vi phạm tội trên không gian mạng. Khuyến cáo đến người dân, thứ nhất, người dân phải nâng cao cái nhận thức, vai trò tìm hiểu thường xuyên về cái công tác tuyên truyền của lực lượng công an nhân dân cũng như các lực lượng khác. Cái thứ hai, người dân không nên tin tưởng vào những món hời giá rẻ hoặc là những cái việc mà những quà tặng ở trên không gian mạng, những cái việc mà không phải từ công sức lao động của mình mà có được mà một cách dễ dàng. Cái thứ ba nữa là người dân phải nâng cao bảo vệ bảo mật các thông tin tài khoản cá nhân của mình. Trước những thủ đoạn dẫn dụ thông tin chưa kiểm chứng, người dân cần tuyệt đối không nghe theo hay truy cập, đăng nhập, khai báo bất cứ thông tin cá nhân nào cho người lạ. Khi thấy có vấn đề bất thường hoặc nghi ngờ, cần liên hệ ngay với cơ quan công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, giúp đỡ. Ý thức cảnh giác của mỗi người dân vẫn là yếu tố then chốt để bảo vệ an toàn cho bản thân và tài sản của chính mình.